Sau đây là kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 18 tháng 8 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 6, 0. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0136, 1097, 3847. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4055. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 24724, 49011, 81149, 64605, 00164, 21605, 79284. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 36208, 36788. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 99312. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 16601. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 449916. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 449916.